Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo 24 quân khu 3 tổng kết thực hiện quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hải Phòng phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt vào năm 2030, theo mục tiêu đã được xác định trong nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Phấn đấu thông xe vào dịp 2 tháng 9, dự án cải tạo nâng cấp đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Tư lệnh, Ban chỉ đạo 24 quân khu 3 tổng kết thực hiện quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tới dự có các đồng chí: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 3; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các địa phương trên địa bàn quân khu 3 và các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy quân khu 3, trưởng Ban chỉ đạo 24 quân khu 3 chủ trì hội nghị. Thống kê sau gần 4 năm triển khai tổ chức thực hiện, đến nay Bộ Tư lệnh quân khu 3 đã ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho hơn 76.600 đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đúng đối tượng. Tổng số kinh phí chi trả trợ cấp một lần là hơn 163 tỷ đồng. Số đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 15.000 người. Số đối tượng từ trần đã được giải quyết chế độ mai táng phí là hơn 1.500 người. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của quân khu 3 và các địa phương đơn vị trên địa bàn quân khu trong thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Với gần 38.000 đối tượng chưa được hưởng chế độ đang trong giai đoạn xét duyệt ở các cấp trên địa bàn quân khu, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp và các đơn vị địa phương trên địa bàn quân khu cần tập trung thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với công dân hỏa tuyến, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp đã có hồ sơ ở các cấp, đồng thời tiếp tục chỉ đạo rà soát các đối tượng còn tồn sót ở các địa phương, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ theo quy định, phấn đấu hoàn thành việc thực hiện chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến, không để kéo dài, nhất là các địa phương còn nhiều đối tượng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót tiêu cực. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 biểu dương khen thưởng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị công bố các quyết định về tổ chức và cán bộ quản lý Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định hợp nhất Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Quyết định cũng quy định rõ về các vấn đề khác của Ban quản lý như vị trí pháp lý, trụ sở làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động, xử lý và chuyển tiếp tổ chức thực hiện. Công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế trực thuộc Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, giữ chức vụ phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng từ ngày 1 tháng 9. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định, giao ông Nguyễn Mạnh Hà phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý cho đến khi kiện toàn xong chức danh giám đốc Ban quản lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về nghỉ hưu theo chế độ. Đề nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hà trên cương vị công tác mới, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban quản lý công tâm, khách quan trong việc sử dụng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, bố trí công việc phù hợp để phát huy năng lực của từng người, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đang thực hiện, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Các sở ngành thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn để Ban quản lý thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Sáng nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Tô Trang, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Chúc mừng đồng chí Phạm Thị Tô Trang đã được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đề nghị tân Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tiếp tục nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo sở phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, đề ra nhiều giải pháp để đưa ngành văn hóa thể thao của thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 62 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh: việc trang bị kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết, nâng cao năng lực kiến thức toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhằm củng cố xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ thành phố. Trên cơ sở những nội dung kiến thức đã được bồi dưỡng, các đồng chí học viên cần làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ quan, gắn việc phát triển kinh tế với quốc phòng, nắm vững việc quy hoạch các dự án phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2019. Tại lễ biểu dương học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm nay, thành phố biểu dương 120 em là học sinh đoạt giải quốc gia quốc tế, các sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và đỗ vào các trường đại học. Cho tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các đơn vị phối hợp và làm tốt các khâu từ đón tiếp đại biểu, sắp xếp nơi ăn nghỉ, bảo đảm cho học sinh sinh viên, phân công đội ngũ cụ thể, duy trì làm tốt và xử lý các sự cố về điện, an ninh trật tự. Năm nay, chương trình nghệ thuật được dàn dựng quy mô, tiết tấu đa dạng, nêu bật chủ đề của lễ biểu dương là trí sáng, tâm trong, vươn ra biển lớn. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ vinh danh học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc lần thứ 15, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu các sở ngành cần chuẩn bị tốt mọi khâu từ việc di chuyển, tổ chức dâng hương và vinh danh, bảo đảm trang nghiêm phù hợp. Đơn vị tổ chức cũng cần theo sát diễn biến của thời tiết, chủ động các phương án phát sinh, vận động các hộ kinh doanh nhỏ lẻ di rời khỏi khu vực quảng trường, bảo đảm chương trình lễ biểu dương diễn ra tốt đẹp, trang trọng và ý nghĩa. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cần chuẩn bị chu đáo cho chương trình truyền hình trực tiếp vào tối ngày 1 tháng 9. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến chủ trì cuộc họp với các ngành đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Đến thời điểm này, kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 đã được xây dựng đầy đủ. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9 với khoảng 450-500 khách mời trung ương và địa phương. Các đại biểu sẽ được tham quan các xã nông thôn mới tiêu biểu trên địa bàn thành phố, thăm các gian hàng giới thiệu thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi đua khen thưởng các tập thể cá nhân phong trào xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được triển khai và thực hiện đầy đủ. Sau khi nghe ý kiến báo cáo của sở ngành đơn vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan xây dựng lại kế hoạch tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới, cụ thể chi tiết từng công việc, rà soát lại các phần việc chưa hợp lý để có sự thay đổi phù hợp. Danh sách thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân và phong trào xây dựng nông thôn mới phải đúng quy định, thực sự tiêu biểu xứng đáng. Mọi công tác thực hiện phải hoàn chỉnh sớm để báo cáo tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và trình thường trực Thành ủy cho ý kiến. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp và làm việc với đoàn học viên lớp tập huấn hợp tác quốc tế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi thực tế tại thành phố Hải Phòng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành thông tin với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố những năm gần đây, với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, kết nối liên vùng và các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, hiện Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương có sự hấp dẫn tốt nhất các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn học viên, mong muốn với những thông tin được cung cấp sẽ giúp đoàn học viên có thêm tư liệu để phục vụ công tác chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, đại diện đoàn học viên, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã cung cấp và trao đổi với đoàn những thông tin, kỹ năng hiệu quả, phục vụ cho công tác nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Đồng thời, đồng chí đánh giá cao những giá trị ý nghĩa của chuyến đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng, góp phần giúp các giảng viên bổ sung thêm các kiến thức thực tiễn trong giảng dạy, nhất là trong bối cảnh học viện đang tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác, tổ chức, thiết chế học thuật trong và ngoài nước, qua đó đóng góp hiệu quả vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện. Chiều nay, Quận ủy Kiến An tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Đợt mùng 2 tháng 9 năm nay, quận Kiến An có 174 đảng viên được trao huy hiệu Đảng các loại, trong đó có 3 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù bất cứ ở vị trí công tác nào, các đồng chí cũng luôn phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong bản di chúc của mình, Bác Hồ căn dặn mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân. Lời căn dặn đó của người đã được bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Vi Thế, bí thư chi bộ, giám đốc trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên, tâm niệm trong suốt quá trình công tác phấn đấu rèn luyện để trở thành người thầy thuốc vừa có tâm vừa có tài, làm tốt sứ mệnh chữa bệnh cứu người, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu quý trọng. Tâm đắc với lời dạy của Bác Hồ, dù ở bất cứ vị trí nào thì nghề y là nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người, đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ có tài mà phải có đức. Trải qua hơn 20 năm công tác, dù đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ bác sĩ điều trị đến cán bộ quản lý, nhưng bác sĩ Bùi Vi Thế luôn là một người nhiệt tình với công việc. Không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là nói đi đôi với làm. Bản thân cũng luôn cố gắng giữ vững lập trường về tư tưởng và đặc biệt là về cái phong cách làm việc và cái người đứng đầu. Bản thân mình phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và phân công đưa ra kế hoạch để các khoa phòng triển khai tốt các nhiệm vụ. Phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong cuộc sống và công việc, bác sĩ Thế cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đưa việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thành công việc thường xuyên, sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Mỗi cá nhân tập thể đều tự học bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng cuối năm. Trong quá trình học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đúc kết được là làm theo lời dạy của bác, nhiệt tình với người bệnh, coi bệnh nhân đau cũng như là mình đau. Nói về bác sĩ Thế, nhiều đồng nghiệp luôn tôn trọng anh bởi tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức với nghề nghiệp, với những cống hiến của mình. Bác sĩ Thế đã được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Tuy nhiên, phần thưởng cao hơn cả mà bác sĩ Thế nhận được là sự tin yêu, quý trọng của người bệnh và đồng nghiệp đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Hải Phòng đạt các tiêu chí đô thị loại 1 và đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt.
Theo Sở Xây dựng, căn cứ Nghị quyết 1210 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay thành phố Hải Phòng đạt được 39 trên 51 tiêu chí của đô thị loại 1, 38 trên 51 tiêu chí đô thị loại đặc biệt. Như vậy, để bảo đảm đến năm 2025 trở thành đô thị loại 1, Hải Phòng cần hoàn thiện 12 tiêu chí nữa. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, để phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng hiện đại, thông minh, đến năm 2025, trong số các tiêu chí đô thị loại 1, Hải Phòng phải đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 60 đến 70%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 đến 50%, đất cây xanh toàn đô thị từ 10 đến 15 m2 một người, tương đương với tăng diện tích cây xanh toàn đô thị khoảng 1.900 ha. Đến năm 2030, để cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, tỷ lệ đô thị hóa của Hải Phòng phải là 70-75%, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 50-60%, đất cây xanh toàn đô thị từ 10-15 m2 một người, tăng diện tích cây xanh toàn đô thị khoảng 4.000 ha. Theo Sở Xây dựng, đất cây xanh toàn đô thị hiện mới chỉ đạt khoảng 3,8 m2 một người, nghĩa là thấp hơn nhiều so với tiêu chí của đô thị loại 1. Đây đang là một trong những vấn đề đặt ra cho thành phố Hải Phòng trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Kinh nghiệm từ những thành phố phát triển thông minh, bền vững, tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang được thành phố áp dụng trong việc tăng diện tích cây xanh, phát triển các công viên kết hợp vui chơi giải trí, các công trình phúc lợi tại các khu đô thị. Đó là quy hoạch phát triển các chung cư cao tầng, dành quỹ đất cho cây xanh và các công trình công cộng. Cùng với đó, để đạt được tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật từ 40 đến 50% vào năm 2025, thành phố cũng đã triển khai một số dự án quan trọng. Theo đó, dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn 1 gồm 3 hợp phần và 2 khu tái định cư. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ bảo đảm thoát nước cho khu vực trung tâm các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An với diện tích khoảng 1.103 ha và dân số khoảng 240.000 người. Hiện nay thì nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Điệm hiện nay là cũng đang chuẩn bị đưa vào hoạt động, thì đã đạt được 36.000 mét khối trên một ngày đêm. Và hiện nay các dự án của thành phố cũng đã được sơ bộ để khởi động triển khai, ví dụ như là dự án về thoát nước của JICA cho giai đoạn 2, thế rồi là dự án của Đồ Sơn, dự án của Kiến An, với lại cái tổng cái khối lượng mà theo quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2025 cũng như là 2030 thì lượng nước thải cần xử lý khoảng tầm 400.000 khối. Như vậy là với 30-40% của nước thải cần xử lý theo cái nghị quyết 45 thì các cái dự án của chúng ta hiện nay đang triển khai cũng như là thúc đẩy, thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng thành phố sẽ với sự vào cuộc quyết liệt của các cái hệ thống chính trị thì các cái dự án được đầu tư thì sẽ sớm để hoàn thành được cái tiêu chí cái nước thải xử lý cho người dân thành phố cũng như đảm bảo môi trường chung. Xác định nghị quyết 45 của Bộ Chính trị là cơ hội, động lực để Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới, Sở Xây dựng sớm chủ động triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, tập trung cao vào những lĩnh vực của ngành, nhất là một số lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp. Sở Xây dựng đã tham mưu cho thành phố và thành phố đã đồng ý về các địa điểm của các dự án lớn, ví dụ như là công viên Tân Thành 500 ha, thứ hai nữa công viên Hồ Đông là 200 ha và tích cực là tập đoàn Vingroup ở đảo Vũ Yên là 400 ha cây xanh. Và trong đô thị thì sân vận động Máy Tơ cũng sẽ trở thành công viên. Thế rồi đường Bến Bính, rồi các khu vực ở khu vực Bến Bính cũng sẽ chỉnh trang để tăng mật độ cây xanh. Đồng thời thì chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với lại JICA và để sớm bàn giao cái nhà máy nước thải Vĩnh Điệm để đưa vào hoạt động nhà máy nước thải Vĩnh Điệm. Nếu nhà máy nước thải Vĩnh Điệm mà đưa vào hoạt động thì sẽ đạt được xử lý được 40% cái lượng nước thải trong đô thị hiện tại. Với các giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với thành phố Hải Phòng, tạo bước đột phá để Hải Phòng phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.
Theo kế hoạch, vào đầu tháng 9 tới, dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác. Thời điểm này, những hạng mục phần việc cuối cùng đang được nhà thầu gấp rút hoàn thiện. Cầu Nhân Mục là công trình cuối cùng đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Những phần việc còn lại là lắp ghép lan can cầu, làm sạch mặt cầu và thảm bê tông asphalt được tiến hành rất khẩn trương. Một vài vị trí trên tuyến mới cũng đang thảm những mét bê tông nhựa cuối cùng. Hệ thống tôn hộ lan, biển báo giao thông, cây xanh được lắp đặt trồng mới, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ với công trình đường. Trên dọc tuyến thì nhà thầu đang tập trung vào cái hệ thống an toàn giao thông như là sơn kẻ đường, hộ lan tôn sóng rồi biển báo. Thì còn một cái hạng mục chỗ cầu Lạng An Nhân Mục thì đang lắp đặt lan can đá và phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9. Với hai tuyến đường được cải tạo, nâng cấp mở rộng, lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến dự kiến sẽ tăng lên rất nhanh, nhất là tại khu vực nút giao với quốc lộ 10, đặt ra cho cơ quan quản lý và chính quyền địa phương phải có những giải pháp cụ thể trong tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với riêng hạng mục đầu cầu Nhân Mục thì hệ thống giao thông là nút giao tiếp giáp với quốc lộ 10, thì hiện tại chúng tôi cũng với lại công an thành phố, sở giao thông cũng như là ủy ban nhân dân huyện đang tập trung nghiên cứu để làm sao mà tổ chức giao thông để thuận lợi nhất cho công tác giao thông và an toàn trên tuyến đường. Tuyến đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, quốc lộ 37 nối các xã phía đông nam của huyện Vĩnh Bảo với thị trấn Vĩnh Bảo, dự kiến về đích sẽ mang lại diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng giao thông của huyện, góp phần phát triển liên kết vùng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, du lịch, thương mại trên địa bàn, nâng cao đời sống dân sinh. Theo kế hoạch thì công trình sẽ thông xe kỹ thuật đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân và doanh nghiệp là chủ đề của phiên đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố giữa lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp diễn ra sáng nay. Tại phiên đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến vướng mắc của các tổ chức, cá nhân liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến về cải cách hành chính. Bày tỏ phấn khởi trước những kết quả của thành phố về cải cách hành chính công trên môi trường mạng, nhiều ý kiến kiến nghị các đơn vị chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để nhiều người dân và tổ chức biết và ứng dụng, đáp ứng yêu cầu ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào cuộc sống, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã đặc biệt quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm nhanh, chính xác và tiện lợi. Đến nay, các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố đã cung cấp 550 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Sáng nay 30 tháng 8, tức mùng 1 tháng 8 năm Kỷ Hợi, Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức lễ dâng hương thượng cờ khai hội lễ hội Chọi Châu truyền thống năm 2019. Đây là một trong những lễ hội lớn được mong chờ nhất trong năm của ngư dân vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đông đảo nhân dân, đặc biệt là 16 ông chủ châu có châu tham gia lễ hội Chợ Châu truyền thống năm 2019, cùng lãnh đạo quận Đồ Sơn đã làm lễ dâng hương thượng cờ và tiến hành thỉnh chuông khai hội tại Thượng Đẳng Linh Từ Đền Nghè và Đền thờ Nam Hải Thần Vương, cầu quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh và một mùa lễ hội Chợ Châu thành công tốt đẹp. Sau 30 năm khôi phục và phát triển, đồng thời được nhà nước công nhận là một trong 15 lễ hội phi vật thể quốc gia, lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn vẫn luôn giữ được bản sắc riêng, là một sinh hoạt văn hóa tôn giáo nghệ thuật truyền thống, phản ánh đời sống vật chất và tâm linh của người dân miền biển từ bao đời. Ai cũng thế, cũng đều có một ngày mong người nước con trâu có sức khỏe, thi đấu tốt, có thành tích cao nhất để phục vụ lễ hội cho nó thành công tốt đẹp, để cho người biển của chúng tôi là gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Để lễ hội diễn ra an toàn, năm nay công tác tổ chức đã được lãnh đạo quận và ban tổ chức lễ hội đặc biệt chú trọng, đồng thời có nhiều nét mới đáng ghi nhận. Cái lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn năm 2019 khác biệt với các lễ hội Chợ Châu các địa phương khác là cái phần mà chúng tôi nào đặc biệt quan tâm là cái phần lễ, các cái nghi lễ là tổ chức theo đúng cái truyền thống. Nếu như cái lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn ấy mà nó tách cái phần lễ ra, chỉ tổ chức hội thôi, thì cái lễ hội Chợ Châu nó không tồn tại, nó khác biệt với lại các địa phương khác trên cả nước, người ta không có phần lễ. Và thông qua cái lễ hội Chợ Châu này, chúng tôi giữ lại cái thiết chế văn hóa và giữ lại cái hình ảnh cây đa giếng nước sân đình của văn hóa Việt, cho nên cái nét đặc biệt trong năm nay chúng tôi chú trọng trong cái tổ chức cái phần lễ.
của lễ hội. Ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm đã trở thành một ngày quan trọng trong đời sống tâm linh của những cư dân miền biển Đồ Sơn. Đây cũng là dịp hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước nô nức đổ về, tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo có 102 trên cả nước. Lễ hội năm nay, với sự tham gia tranh tài của 16 ông châu, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút kịch tính, sôi động, hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Lễ hội sẽ chính thức khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, tức ngày 9 tháng 8 năm Kỷ Hợi và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình THP, THP Cộng, hệ thống màn hình LED, fanpage THP và kênh phát thanh FM tần số 93,7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Từ đêm qua đến ngày hôm nay, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa và gió mạnh trên diện rộng tại Hải Phòng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn thành phố có hàng chục cây xanh tại một số tuyến đường và công viên bị gãy đổ, bật gốc. Đáng chú ý nhất, vào lúc 8 giờ sáng nay, một cây phượng vĩ cổ thụ với đường kính trên 40cm trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng bị bật gốc, đổ xuống đường, đè vào một chiếc ô tô Mazda biển kiểm soát 15A172.80 đang đỗ dưới lòng đường, khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng. Rất may tại thời điểm đó, trong xe không có người. Do cây có đường kính lớn đã đè vào hệ thống điện lưới, làm mất điện cục bộ. Sau khi nhận được thông tin về sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hải Phòng đã khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, phương tiện, tiến hành cưa, cắt, di rời cây khỏi vị trí, nhanh chóng giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông trong khu vực. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ đêm qua và ngày hôm nay, tại Hải Phòng đã xuất hiện các cơn mưa khá lớn. Tuy nhiên do các cơn mưa cục bộ không kéo dài nên không xảy ra tình trạng ngập lụt trên địa bàn thành phố. Cùng với đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án trọng điểm của thành phố và huyện, công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được huyện Tiên Lãng, ban quản lý dự án và nhà thầu coi trọng. Đoạn tuyến từ ngã ba Tiên Cường đến ngã tư Hòa Bình thuộc dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 25, đoạn từ tỉnh lộ 354 đến quốc lộ 10 đang trong quá trình thi công. Con đường vốn nhỏ hẹp và gồ ghề càng trở nên chật chội hơn kể từ khi trạm thu phí BOT Tiên Cựu đi vào hoạt động và có hàng nghìn lượt xe ô tô tránh phí lưu thông trên tuyến mỗi ngày, đặt ra yêu cầu về công tác bảo đảm an toàn trong thi công và giao thông trong khu vực. Trong quá trình thi công thì vì đây là tuyến đường mà nó kết hợp giữa cái việc đảm bảo an toàn giao thông và thi công, thành ra là cũng tổ chức thi công tương đối phức tạp, và nhưng mà đơn vị chúng tôi cũng bố trí là những cái người điều tiết an toàn giao thông để giao thông được thông suốt. Cùng với dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 25, dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường phòng chống lụt bão và trục liên xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, đoạn từ ngã ba Quán Cháy đến cống C4 cũng đang trong giai đoạn thi công. Do ảnh hưởng của thời tiết cùng với hiện trạng xuống cấp từ trước của tuyến đường nên có thời điểm việc lưu thông trên tuyến gặp rất nhiều khó khăn. Để bảo đảm an toàn giao thông, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo nhà thầu chủ động khắc phục bù trũng, vá vênh và xử lý cao su ổ gà bằng cấp phối đá dăm nhằm góp phần hạn chế tai nạn, bảo đảm tiến độ thi công các công trình. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, tại khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Thiên Lôi, còn gọi là ngã tư Phúc Tăng, trong lúc dừng đèn đỏ, một chiếc xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 15A20459 bị một chiếc xe đầu kéo bất ngờ đâm trúng và đẩy về phía trước hơn 10 mét. May mắn là không có ai bị thương, chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng. Chỉ ít phút sau, cũng tại khu vực này, chiếc xe bồn biển kiểm soát 29C45292 chạy vào làn xe thô sơ hướng Hải Phòng, Hà Nội đã cuốn chiếc xe máy biển kiểm soát 16R58281 trong lúc dừng đèn đỏ vào gầm. Rất may người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân các vụ va chạm. Được biết, tại khu vực này đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn như trên. Tình trạng xe ô tô đi vào làn xe máy và xe thô sơ diễn ra phổ biến. Lực lượng cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh công tác tuần tra chốt điểm, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ, nên thời tiết tại khu vực Đông Bắc trong ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, vùng núi Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác. Lưu ý là tại các khu vực trong cơn dông sẽ có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Đông Bắc, ngày mai được dự báo là trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 22 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 28 đến 31 độ. Và bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai.